Cười là viên thuốc trị bệnh buồn, mà buồn là viên thuốc trị bệnh cười. Hiểu không? Nên tất cả những người nào thất tình, nào bị chồng bỏ, vợ bỏ, con bỏ, nói tóm lại là những người đang khổ đau trong cuộc đời này, hãy sắp xếp thời gian đi đến đây một chuyến đi. Biết đâu đi đến đây một chuyến tự nhiên về cười hoài sao? Có cái bà đó anh nói, con ngồi con nghe thầy giảng ở nhà, xong rồi đóng cửa lại, tại vì con biết con sẽ cười dữ lắm. Chồng con bất chợt nó vô á, thì nó thấy, nó tưởng đâu con bị khùng, nên con đóng cửa lại con cười cho thả ga. Tại con nghe thầy nói là cười là viên thuốc trị bệnh buồn, nên con cũng cố gắng con cười. Mà thật sự con nghe con mắc cười dữ lắm thầy ơi. Rồi xong rồi con cười, quá trời cười. Chồng con nó không vô được mà nó đứng, nó đưa cái lỗ tai ngay cái cửa nó nghe. Nó nghe làm gì mà cười suốt, cười mà cười kỳ cục. Rồi xong á, khi mà con đi ra nó hỏi, tôi thấy mẹ thằng Tèo giết bà hình như có vấn đề. Bà làm cái gì mà bà vô trong phòng mà đóng cửa lại rồi bà cười trong đó vậy? Thì bà này bà nói câu nó là uống nước nóng lạnh tự biết ông ơi. Chẳng... cái ông chồng hỏi làm gì thì bây giờ bà đang uống nước nóng hay nước lạnh? Cái bà nói là tôi đang uống nước mát. Chẳng... trả lời câu dặn hay ghê vậy, thấy không? Tại uống nước mát lúc nào nó cũng vui, thấy không vậy? Nên quý vị thấy về đây tự nhiên con người mình nó cảm giác như nó vui, nó thoải mái. Rồi tất cả những cái gì nặng nề trong lòng mình nó gác xuống. Mà khi mình gác những cái thứ nặng nề trong lòng mình xuống thì nó giúp cho cái thần kinh mình nó nhẹ nhàng. Nó giống như là một cái năng lượng để tích tụ lại, giúp cho cái hệ thống thần kinh của mình nó tỉnh lại. Một con người mình mà cái hệ thống thần kinh mà tỉnh được là nhờ cái năng lượng. Mà giúp cho cái hệ thống thần kinh mà tỉnh rồi, con người mình giải quyết vấn đề rất dễ ở trong cuộc đời này. Quý vị biết rằng Phật dạy mình nhìn thấu thì buông xuống. Nhưng mà mấy ai nhìn thấu được cái cuộc đời này mà buông xuống? Phật dạy mình tu hành là để giác ngộ. Nhưng đa phần chúng ta thấy gì ngộ ngộ mình giác. Nó thật sự nó ngược lại không à. Nó rõ ra là những gì Phật dạy là mình làm ngược lại không à. Nên mình khó giải thoát lắm, nghe không? Nhưng mà thôi, bây giờ hôm nay chúng ta phan hãy nói những gì sự cao xa quá. Miễn bây giờ chúng ta ngồi mà chúng ta được cười cũng là thấy nó quá vui trong cuộc đời này, hiểu không? Đó. Rồi từ nó những cái việc nho nhỏ này mà nó bắt cầu cho mình tiến tới cái chỗ giải thoát. Rồi từ từ cho giúp cho mình nhìn thấu. Bây giờ người ta hỏi mình đi học đạo lâu vậy thì có nhìn thấu được gì chưa? Mình nói rằng miếng vải che ngăn mắt mà con chưa nhìn được làm sao thấu. Hiểu không? Đó, vậy coi mình đừng có nói gì cao xa làm chi. Chỉ cần mình học đạo mà mình hiền bớt. Ngày xưa mình dặn người, mình dặn cả tháng. Bây giờ mình tu từ từ, mình dặn còn có 10 ngày. Nó cũng giảm bớt 20 ngày rồi. Quý vị thấy là đâu có kết quả còn gì. Thì từ 10 ngày nó giảm còn có 1 ngày. Rồi từ 1 ngày nó giảm còn có 1 tiếng. Là quý vị tu có kết quả. Nhớ nghe. Còn nếu như mà lúc trước mà dặn người ta 1 tháng, mà bây giờ tu giết mà dặn 3 tháng thì bị thua. Thua. Nó thất bại hoàn toàn. Nó thiệt luôn á. Quá thê thảm. Những đức nè, ngày xưa làm việc chung với một người nè, dặn nhau 3 năm, đứng sáng bên cùng làm chung, không nói một câu, dặn nhau 3 năm mà đưa lên quy tắc là tôi làm trưởng, ông làm phó, tôi chỉ đạo lúc công việc là làm, còn ngoài công việc không nói một câu nào hết, chuyện ai nấy làm, không có ngồi chung với nhau luôn,
không có bao giờ nói chuyện nhau câu nào hết. Nhưng vô công việc, đây là công việc chứ không phải là cái chuyện tôi với ông, đây là công việc làm. Nên á, cứ như vậy mà sống. Vậy mà 3 năm chờ đứng gần kế bên, không nói chuyện một câu nào hết. Rồi tới Tết thì mạnh ai nói gì, không có chào hỏi nhau tiếng nào hết chứ. Chịu 3 năm như vậy. Thì vì biết cái tính người Nhật Đức cũng dặn dai ác đạn à. Khi Nhật Đức chơi chung với ai á, thì bình thường lắm. Nhưng mà khi mà cái gì không vừa bụng nhau, Nhật Đức nói thôi nghỉ nói chuyện đi. Như một câu rất đơn giản nhưng thật sự là nghỉ nói chuyện, không nói chuyện nữa, nghỉ chơi luôn vậy đó. Rất là rõ ràng. Vậy đó mà con người này bây giờ đi tu lại nuôi được người già. Mấy vị biết nuôi người già thì cũng đâu có dễ đâu. Người già thì tính này tính kia tính nọ, đủ chuyện tối ngày, hết chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ. Thí dụ như vừa khen mấy bà niệm Phật tơ giỏi, vừa ngồi Phật tử khen mấy bà cụ niệm Phật giỏi, thì bà đi tới mình thấy thấy cái mồi thấp thoáng là biết có chuyện tới. Mấy cô mấy chú chưa kịp cản ngăn thì bước tới, xông tới nói thầy xử với tôi chuyện này. Thì trước mặt bao nhiêu Phật tử người ta ngồi, nói cái gì vậy thầy, nói bà này bà trợn. Bắt đầu mét cái gì, thầy xử cho tôi, cái quần tôi phơ mà bà lấy lộn, mới nói quần bà. Không đơn giản quý vị. Những cái chuyện mà quý vị thấy nó rất đơn giản, nó rất bình thường, nó gọi là không cần gì phải nói chứ, hiểu chưa. Vậy mà bà lôi ra để cho mình phải xử. Như Đức đã từng kể cho vị nghe đúng không? Nó, bà lỡ bà nói bây giờ thầy xử đi cái quần này của con, bà nói quần bả. Bà kia bà nói cái quần này của con, bà nói quần bả, thầy xử đi. Cuối cùng những Đức nói quần của tôi. Tất cả đồ đạc đây tôi mua hết thì quần tôi chứ không có quần của ai chứ. Tôi tịch thu cái quần này lại. Hiểu không? Giờ tôi không đưa cho bà nào hết trơn á. Mà tôi tịch thu cái quần này. Rồi tôi mua mỗi cho bà, mỗi cho một bà một cái quần. Được chưa? Bà nói cảm ơn. Thấy không? Không đơn giản quý vị. Đó. Bây giờ nếu quý vị ngồi để bị phân tách cái quần, mất thời gian quá trời luôn. Thấy không? Đó. Nên quý vị thấy trong cái cuộc đời này kêu chúng ta nhìn thấu, nhưng mà khó nhìn thấu để buông xuống đó quý vị ơi. Có một bà cụ trong chùa mới mắc. Hồi đó giờ tính ra khoảng 9 năm nay Nhật Đức không có thấy bà cụ nào trong chùa mình mà tình trạng này. Có đúng bà cụ này, con bà tặng cho bà cái mền. Bắt đầu khi bà mắc, bà mới mắc đây nay 21 ngày rồi. Thì bữa kia mấy cô đem cái mền đưa cho bà già kia đắp. Tối 12 giờ phía bà về, bà đứng ngay cái chỗ đầu nằm, bà gọi bà này, bà đòi mình. Trả mền cho tôi. Gió thổi mây bay vì bà kêu. Bà kia bà đang ngủ 12 giờ phía, bà hết hồn mới chờ. Cái gì? Mở mắt ra. À. Trong mơ quý vị, cảm giác như trong mơ quý vị. Vô giấc mơ mới gọi. Sáng bà này sợ quá. Thấy rõ ràng luôn, thấy bà mới mắc 21 ngày, biết. Sáng cầm cái mền lại đưa cho mấy cô, nói thôi tôi trả cái mền này. Mấy cô cho tôi cái mền khác. Mấy cô đưa cho tôi đắp mà tối bây giờ bà đòi. Mấy cô thấy không? Đó, chỉ có một cái mền. Cũng vì cái tình chấp cái mền mà không giảng sanh được. Phật nói là chấp danh hiệu ta rước. Chấp mền làm sao ta rước đây? Trong cái cuộc đời này chúng ta làm vợ, làm chồng, làm con, làm bạn bè, làm thầy trò là cái duyên đến với nhau chân thật hết lòng. Nhưng để muốn giảng sanh về cực lạc thì cái ý niệm gì Phật hiệu phải mạnh hơn thứ đó. Giống như danh hiệu Phật chúng ta niệm,
Và chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện bạn, chuyện thầy, chuyện cuộc đời này là nó đang cùng song song đua đi trên đoạn đường đó. Nếu như mà cái niệm Phật của chúng ta mà vượt qua mặt những thứ đó thì chúng ta chắc chắn là vãng sanh. Còn những thứ khác mà qua mặt chuyện niệm Phật thì quý vị sẽ không bao giờ vãng sanh. Quý vị có quyền không phải là đoạn sạch nó, vì trong lục đạo luân hồi này không đoạn được hết. Vì chúng ta đi đến cái cõi này là từ cái cõi tham sân si, từ cái cõi nhiễm ô nhiễm ái mà đến đây. Cha mẹ mình cũng vì nhiễm ái mà sanh ra cái sản phẩm là mình. Vì kêu mình đoạn sạch ái nhiễm mới vãng sanh, đoạn sạch vọng tưởng mới vãng sanh. Như vậy thì quý vị đoạn tịnh độ này, vị đang dẹp tịnh độ đó. Nếu nói tịnh độ là pháp dễ tu dễ thành tựu, mà nếu như vậy thì có khác gì pháp tự lực đâu. Đã sống trong cõi ái mà kêu dọn ái. Vì sao thế giới cực lạc không có ái? Vì nó không có cái nhân ái, đúng không? Nó không có cái nhân ái nên nó mới tự mắc cái ái. Những người niệm Phật giảng sanh thì cực lạc đa phần là mang nghiệp giảng sanh. Vì sao vì cực lạc mà nghiệp tiêu? Vì không có cái nhân bên ngoài. Mà cái nhân bên ngoài nó không có, mà lại toàn là những bậc thượng thiện bên cạnh để hỗ trợ giúp đỡ cho mình tu. Nên từ nơi đó cái nhân bên trong, cái nghiệp bên trong nó không có cái nhân bên ngoài khuấy động, nên nó không có hiện khởi ra bên ngoài, rồi tự nó tiêu mất. Nên Phật dạy chúng ta từ trong kinh nói rằng nếu nghiệp lực chúng sanh tạo mà có hình tướng thì tặng hư không khắp pháp giới này cũng không có chỗ chứa. Đã là không có hình tướng, nhưng tại sao chúng ta sanh đến cõi này? Vì chấp tướng. Chấp tướng nghiệp. Phải chấp tướng nghiệp không? Chồng nó chửi một phát, nó tán vô mặt một cái bóp, té cái rầm, xong rồi. Vậy mà tối ngủ thì nghĩ là cái đánh đó, nó tán thì mấy tay nữa, rồi mới so sánh cái lúc nó thương, nó hung, nâng niu chiều chuộng, bây giờ nó đánh, thì lúc đó cọ lại, từ lúc đó mới tủi thân và hút hít mà khóc. Là đó là đem cái sự đánh kia để vào tâm, để quay ra cái tư tưởng nghĩ tại sao, đặt câu tại sao đánh tôi. Cũng vì đặt câu này mà thành ra cái chấp bị đánh. Chứ đúng ra cái đánh và cái chửi kia nó là một phương pháp để trả nợ. Nhưng mà mình muốn về cực lạc mà mình lại không chịu trả nợ, mà mình lại hỏi câu tại sao đánh tôi, thì con nợ nó nói rằng đừng nói câu tại sao. Muốn đánh thì đánh rồi chứ tại sao. Mà cái muốn đánh này là nó từ đâu muốn đánh? Là từ cái nghiệp chiêu cảm, đến lúc chín mùi thì đánh. Nhớ. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta khi tu học, Ấn Tổ ngày nói cái câu đầu tiên cho người niệm Phật mình là câu gì? Tinh sâu nhân quả, tính nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Câu đầu tiên là nhấn mạnh ngay chỗ tinh sâu nhân quả, bị nhớ nha. Nên tất cả những bài chia sẻ của những đức toàn là những bài nhân quả đó. Quý vị coi khuyên niệm Phật mà bài nào cũng về nhân quả hết. Vì sao? Vì muốn nhắc nhở chúng ta tinh sâu nhân quả. Vì có nhiều người chúng ta tu học Phật Pháp mà quý vị nghe những đức chia sẻ Phật Pháp, vì sao quý vị nói quý vị vui? Vì sao nhiều người rất cởi mở tâm tư quý vị? Vì sao? Vì tinh sâu nhân quả. Khi tinh sâu nhân quả rồi thì không có buồn. Chính mình trồng ớt thì ăn ớt, trồng cà thì ăn cà, trồng gì ăn đấy. Mà vậy thì cái quả đời này đến với mình như thế nào? Là do đôi tay mình đã trồng nhân đó mà sanh các cái quả. Mà mình đã tạo, bây giờ mình chịu, mà mình trách hờn ai. Nên những đức cô động một câu để nhắc mình: thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Có cái bà cô đó, những đức kể câu chuyện này cũng mấy lần. Bà nói là khi bà có chồng, cái bữa động phòng nó không động mà nó đánh, đánh quá trời luôn. Rồi bà hỏi vì sao mà kỳ cục.
Bữa động phòng mà không động mà đánh. Kỳ vậy. Thì chồng mới nói rằng, người xưa nói em không nghe hả? Dạy con dạy lúc còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Trời ơi, dạy kiểu này thôi chạy mắt dép luôn. Không hiểu nguyên lý, hiểu chưa? Dạy là khi mình gặp nhau, mình nói chuyện với nhau nghe, đã có duyên đến với nhau, cả đời sống với nhau, chúng ta tôn trọng nhau, tôn trọng cha mẹ hai bên. Có anh thương em là nhờ cha mẹ của anh sanh anh nuôi anh khôn lớn. Nên đã làm vợ anh thì nhiệt tình làm dâu cho đàng hoàng. Cha mẹ anh khó tính, nhưng mà già rồi cũng không bao lâu nữa đâu. Nên mình cố gắng mình tròn bổn phận làm con. Còn anh sẽ cố gắng làm rể cho đàng hoàng. Tại vì thương em nên thương cha mẹ vợ đàng hoàng. Lâu lâu về bệnh vợ có thái độ cho nó đàng hoàng. Coi nhà bên vợ sau hè có cỏ rác ra phang dọn, nóc nhà dột leo lên sửa sang. Cái gì đó thấy nó hơn không được ổn định, mình làm ghế, mình về mình phụ trợ một chút. Gia đình có đám tiệc để cho người ta ăn uống, còn mình đi vòng vòng mình coi mình phụ trợ. Rồi mình ăn sao? Ví dụ như mình là đàn ông mà mình làm vậy xong cuối cùng mình ra phía sau mình ăn chung, trời, bao nhiêu bà đàn bà bác ngưỡng mộ mình. Rồi đàn bà chị em bên vợ mới khen công nhận, mén nó có chồng công nhận à, nó có phước thiệt. Gặp thằng chồng nó hiểu chuyện, nó làm từ sớm tới giờ vòng 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 nó làm. Xong giờ này mới ăn cơm tội nghiệp, bưng ra đủ thứ đồ ăn cho mình ăn. Hiểu không? Mình thấy là vợ nó ngưỡng mộ rồi đó. Mà vợ nó ngưỡng mộ vậy thì hạnh phúc chứ làm sao. Ai cũng khen chồng hết chứ, thì tự nhiên thấy thích. Hiểu không? Bây giờ mấy cô làm chồng mà chồng mấy cô được người ta khen, mấy cô thích không? Không lẽ không thích? Ví dụ như bây giờ đơn giản thôi, mấy cô học với ông thầy mà nhiều ông thầy ông được nhiều người thích, nhiều người quý mến, có mấy cô cũng thích học. Còn bây giờ mình học với ông thầy mà đi đâu cũng bị ta vượt đánh hết trơn. Thôi khỏi, tôi đi về nhà luôn, khỏi học. Đi ra ngoài nói chuyện hay là vô duyên, bị ta chửi không mà đi theo ông mắc cỡ chết, đúng không? Thì làm vợ làm chồng dễ là dễ, người ta lúc mới về dễ người ta đàng hoàng chứ làm gì đánh. Cái ông này không hiểu, ông đánh người ta làm chập, đúng không? Còn nhiều người thì nhậu nhẹt vô xỉn say rồi động phòng, không biết nói cái gì vậy chứ, nhắm mắt nhắm mũi không biết trời chân mây gió gì hết. Nó không có một ấn tượng gì đặc biệt của cái ngày đầu tiên, lại nhắm mắt nhắm mũi mà quơ đại quơ càng thôi. Hiểu chưa? Này là càng tệ nữa. Mà mấy cô đây có ai có chồng mà gặp trường hợp đó không? Thấy chưa? Có nhiều bà cũng thầy công nhận tâm lý thiệt. Hiểu không? Thôi thì nói cho mấy người trẻ đã có kinh nghiệm tư tưởng, nghe không? Đó là dễ, là đàng hoàng chứ đâu phải là đánh người ta. Tự nhiên ban đầu về đánh là thấy phản cảm à. Chồng này vũ phu quá. Thương người ta chứ đâu phải là đánh người ta mà dễ. Có khi mình thương mình lo cho người ta còn sợ mình ác đạn hơn đánh người ta nữa. Đánh người ta bỏ mình luôn. Mình thương người ta, mình quý người ta, mình lo cho người ta. Mình đi đâu á, đi xa làm việc, đi mua bán gì, đi công tác gì, mình đi đâu với mình thấy cái món đồ ở cái vùng đó nó có cái đặc sản gì, món quà gì, mình lỡ mình lựa cho vợ mình món quà mình đem gì. Mình là một người đàn ông như vậy thì mình đi đâu vợ mình nó trông chờ mình gì. Còn mình á, mình đi đâu mình về mình cầm về hai chai rượu, vợ nó đâu có uống rượu đâu mà mua rượu về làm gì. Mình phải mua cái mà người đàn bà người ta thích. Đó mới là cái góc độ của người đàn ông mà biết bồi dưỡng gia đình hạnh phúc. Rồi mình mua bánh gì con vợ gia đình thích ăn mua gì. Còn bạn bè tính sao? Trước nhất là gia đình trước. Cái đó là cái góc độ đặc biệt để bồi dưỡng một gia đình hạnh phúc. Hiểu không? Thấy nữ mà nghe gì chắc muốn dẫn chồng đến đây lắm đúng chưa? Nghe cái mấy ông thấy đặc biệt ghê. Nếu mấy ông mà làm đúng như vậy thì thôi đặc biệt cỡ nào chưa?
Rồi người phụ nữ người ta sợ nhất là hôi hám. Bây giờ mình hút thuốc hôi rình ta cũng ngát. Thôi giờ gặp những đức rồi từ hôm nay nghỉ hút thuốc đi. Nghỉ hút thuốc. Người ta để trong cái gói thuốc á, cái hình của cái thằng ho lao, cái bò hỏi banh chành chứ. Vì nó để thêm cái dòng chữ mà nó làm thuốc nó bán cho mình. Hút thuốc có hại sức khỏe, để cái hình bị ung thư, bị ho lao. Vậy đó mà cầm điếu thuốc ngậm hút tối ngày. Đi vô chùa rồi mà có khi còn cầm điếu thuốc nghiêu ngao. Cái môi trường trong chùa này người ta sạch sẽ, vô đây khòa thuốc sùm người ta hít vô. Thêm nữa mình trong nhà mình hút thuốc, con vợ mình cũng hít. Người hút thuốc nó còn nhẹ hơn người hít khói thuốc. Tác hại lớn vô cùng. Hiểu được rồi thôi từ hôm nay tập bỏ từ từ. Ví dụ như ngày hút 2 gói, bây giờ mỗi ngày cách 1 tuần bớt 1 điếu. Bỏ gì mới bỏ được chứ đừng bỏ một cái một. Bỏ một cái một khi nó ghiền quá hút lại luôn. Hút 3 gói thèm quá. Ví dụ như mình hút ngày 2 gói một tuần, mình đưa lên kế hoạch là nhất định một tuần bỏ 1 điếu. Kệ mình, miễn sao một tuần bỏ được 1 điếu. Thì quý vị coi thời gian là bỏ thuốc được liền gì. Không uống thuốc nữa mình cũng có hôi hám, thấy không? Đó. Mình đến gần mình nói chuyện cũng cảm thấy tự tin hơn đó, chứ mình uống thuốc nó hôi hám dữ lắm. Người ta nghe mùi giết chịu không nổi, nhưng mà giờ làm vợ phải chịu đựng chứ làm sao. Nhiều bà mà làm vợ nó nói cũng chịu đựng thiệt. Đúng là cũng tội nghiệp cho người nữ ha. Có khi lấy chồng phải chịu chứ sao. Mà gặp người chồng mà bày hày cái nữa cũng khổ, hiểu không? Gặp ăn nhậu gì mà nó ói tùm lum. Rồi nó ói vô xong nó lết vô nó hung mình. Rồi không cho nó hung thì nó quýnh. Nó nói mày muốn cái gì mà không cho, hiểu không? Khổ không? Mấy bà cứ lắc đầu lia lịa kìa. Đúng, đúng thầy. Nói chuyện đúng thiệt, thấy không? Thấy chưa? Thấy khổ chưa? Nên Phật A Di Đà ngày nhìn rõ ràng, người thấy người nữ khổ. Lớn lên mới mười mấy tuổi là thấy cái thê thảm à. Nội mà mỗi tháng là thấy khổ hơn người ta, phải không? Người ta nằm bờ ngủ bụi cũng thoải mái, phụ nữ mà nằm bờ ngủ bụi thì coi đâu có dễ, thấy không? Người ta đi đâu người ta xách đồ gọn hơn, còn mấy bà đi đâu thì xách miền lựu đạn tùm lum. Thấy khổ chưa? Bà thấy khổ vô cùng còn không hiểu. Để người ta giải thích từ từ đi rồi mấy bà nghe đi rồi mấy bà sẽ thấy à. Bà sẽ thấy mấy bà sao liền, đúng không? Nên tại sao mà những đức đối với phái nữ, những đức cũng ưu ái như Phật A Di Đà á. Tại sao các cô chùa quý mến những đức? Là tại sao những đức cũng thương họ, ưu ái họ nhiều? Vì sao? Vì những đức thấy Phật A Di Đà ngày ưu ái phái nữ. Nên trong 48 lời nguyện có một lời nguyện Phật A Di Đà dành cho người nữ, là ngài khuyên người nữ nên nhàm chán thân nữ, đúng không? Rất là rõ ràng, vì đọc kinh Vô Lượng Thọ đi. 48 lời nguyện, phải trong 48 lời nguyện có một lời nguyện là Phật A Di Đà ngài dành cho người nữ, là khuyên người nữ nên nhàm chán thân nữ để mà về cực lạc làm tướng trượng phu, không có bị mang những cái thân khổ gì người nữ này nữa. Đó. Nên từ nơi đó mình ta giải thích từ từ. Rồi quý vị mới thấy rằng quý vị hạnh phúc cái gì. Vậy mà nhiều người nữ không hiểu, lại cho rằng mình tự hào là mình đang sống rất là vui, rất là đặc biệt, gặp một người chồng đặc biệt, hiểu biết này kia đủ chuyện. Nhưng được thời gian bao lâu? Nhưng mà bản thân mình là người nữ rất là nhiều thứ khổ. Người ta thương mình rồi xong cuối cùng để lên mình một cái bầu tâm sự. Quý vị coi mang bầu, quý vị coi khổ. Nên quý vị mà không có nghe cái bài hát mà cái chú Tâm ở bên đó, Bảo Tháp hát không? Ông chuyển đổi bài hát lại mà ông viết cái đề gọi là chờ đón em đi vào chùa. Rồi ông hát trong cái bài hát mà ông nói về cái người nữ khổ, rồi mang bầu bì đẻ chữa. Ông khuyên mấy người nữ vô chùa tu đi. Ông viết cái đề của bài hát là chờ đón em đi vào chùa. Những đức nói mai mốt mà người ta vô là ông ra ông đón đó. Ông hát bài hát đó mà. Chờ đón em đi vào chùa. Ghê chưa? À, nên bây giờ phái nữ khắp nơi nơi người ta cũng đang xếp đồ đạc tiến đến chùa mình.
Ông chùa mình sau này nam nữ đông chứ không dẫn đâu nghe. Nội mà chùa mới sau này là quý vị sẽ thấy có một cái kế hoạch lớn chứ không dẫn. Đó là gì? Chùa mới là một điểm chùa ở đông là sau này. Và thêm nữa phòng hộ niệm phát triển. Phòng hộ niệm sẽ phát triển mạnh á, không có dẫn đâu. Nên hồi sáng như Đức có một bài giảng, Đức nói những người mà ban hộ niệm đó, đi chỗ này chỗ kia hộ niệm cũng được bao nhiêu đâu, muốn làm lớn không? Gặp những Đức làm lớn. Ở một nơi người ta đem tới chỗ chưa, quyết định hết trơn luôn, không ai dám rầy rà, hiểu không? Nên không mà ngộ nghe, mình ở trong chùa, đúng là mình cứ ở trong chùa, mình ở nơi mình tu đi, thầy chùa có giá ở trong chùa. Tại ta nói là thầy chùa, mà thầy chùa mà không ở trong chùa thì ta nói là thầy đờ. Vì nghĩ đi, vì đi vòng vòng bên ngoài thấy là thầy đờ, còn vì ở trong chùa thì mới kêu là thầy chùa. Câu này khổ ghê. Công nhận hay. Đã là từ xưa giờ ta kêu là thầy chùa. Thầy chùa là ở trong chùa, thấy không? Nên quý vị ở trong chùa hoài đi là quý vị có giá lắm. Tại người ta cặn gì ta vô ta tìm. Nà, bữa đó có cái bà đó, bà Quý Nhân Đức, bà dẫn thằng con nó bự con quá trời, nó vẫn chín mấy ký, cao, mình đứng với nó mình có chút xíu. Vậy mà bà đến bà quỳ xuống, mình nói thôi kệ, thằng này nó bự con quá, để cho mẹ nó quỳ chơi. Chứ thường là mình không có cho ai quỳ đâu, nhưng mà muốn giúp này thì phải để cho mẹ nó quỳ. Mà mẹ bà quỳ bà lại quá trời lại, mình trong bụng mình nói để cho bà lại Phật chứ không phải lại mình gì đâu, không có chấp chỗ đó. Bà lại quá lại xong bà gích nó, bà kéo xuống, bà nói lại thầy. Bà la vậy thì mẹ la con, nó sợ, nó bự bự cho nó sợ mẹ nó chứ. Quỳ xuống mà lại thầy cho tao, tao còn lại mày đứng đó, lại xuống. Nó lại khùng khùng khơm, nó đè cái đầu, nhắn đầu mày xuống. Lại thầy sát đất cho tao, nhờ thầy mà tao hết khổ. Lại thầy cho tao. Thầy thằng này nó nhà nè thầy, nó không nghe lời con. Nó thì vỗ cái đầu nó cho con một cái. Đúng không? Nó bự con nhưng mà nó cũng còn nhỏ. Nhớ cái gì? Xong thấy mẹ nó sao mà quý mến ông thầy này quá, cũng quỳ xuống mà nó cũng chưa hiểu lý do gì. Xong mình nói vài câu với nó này kia, tự nhiên mình nói nó cũng nghe lời nha quý vị. Nó thấy đúng tình đúng lý, không có ép nó gì chứ, nó nghe. Nghe xong mà nói thầy gõ đầu nó giùm con một cái. Nó nói dạ thưa thầy gõ giùm con một cái. Cái thằng bự con chà bá đưa đầu cho mình gõ. Mình nói hồi xưa giờ tôi toàn là búa không mà chứ không có gõ. Mấy người mà không nghe lời cha mẹ búa, đưa đầu đây đập cái bóp. Xiển niệm. Thì thấy không? Ở trong chùa mới có giá gì. Chứ gặp mà mình đi đến nhà người ta có khi thấy mình đi đến nhà người ta mình yếu hơn, hiểu chưa? Đó. Nên những Đức nói thầy chùa thì phải ở trong chùa. Hiểu không? Còn ở trong cốc gọi là thầy cốc. Chứ sao? Cái nguyên lý của danh từ nó ngộ Việt Nam mới rõ ràng. Ở trong chùa thì kêu là thầy chùa, mà ở trong cốc thì gọi là thầy cốc. Nếu ở trong nhà thầy nhà, nếu ở ngoài chợ thầy chợ, thấy không? Nếu mà đi tụng kinh đám ma thì thầy cúng. Thấy chưa? Nó rõ ràng, rất là rõ ràng nha quý vị. Nên quý vị muốn chọn thầy nào? Chọn thầy đâu? Chưa? Đa phần chọn thầy chùa. Là chọn thầy ở trong chùa cho con. Thấy không? Thầy ở trong chùa cho con, thầy lo thầy tu đi, thầy hướng dẫn đi. Rồi mỗi chủ nhật thầy lên giảng cho con nghe đi, rồi con sẽ đến. Con đến là con hộ trì cho thầy. Thầy cần cái gì thầy nói con cúng hết. Thấy chưa? Rất là rõ ràng, ở con nơi một làm bao nhiêu chuyện. Giờ chùa chúng ta ngàn mấy trăm người rồi. Rồi làm bao nhiêu việc, đang xây chùa đồ quá trời để nuôi người già. Phật tử ta thấy gì thấy rõ ràng, thầy cũng làm thiệt. Không nói nuôi người già là không nuôi người già thiệt, cũng làm thiệt. Người ta cũng đâu có hẹp hòi gì với mình đâu. Đó. Nên từ nơi đó mà những Đức nói rằng là cái phương pháp tu của chùa mình giờ nó đang giống như nhiều người ta thích. Chùa chiền bây giờ người ta cũng đang nhìn tới cái phát triển này. Cái phát triển đặc biệt là người ta nhìn ra những Đức là hiện tại là chùa của Hòa Thượng, ba ngôi chùa những Đức sắp xếp. Thêm một đạo tràng nữa là ba ngôi chùa, một đạo tràng là bốn điểm.
không? Rồi mai mốt là mọc ra mấy cái đạo tràng nhỏ nhỏ trong Đại Tùng Lâm nữa. Vì Đại Tùng Lâm nó quá lớn rồi, nó mấy chục mẫu đất, lớn quá. Còn miếng đất bệnh viện thì nó 20 mẫu mà bây giờ xây mới có một chút mà. Còn một đống đất nhiều dữ lắm, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà sau này còn mọc rộng ra lớn dữ lắm đó. Nên á, người ta thấy mình làm rõ ràng, nhiệt tình. Và những đức thấy cái thời cuộc này người già sau này khổ, vì con cái bận bịu lo kiếm tiền cuộc sống quá mà già bị bỏ rơi. Nên nhiều người người ta bên nước Mỹ, người ta về Việt Nam, người ta gặp những đức ta nói vậy nè: thấy thì sống vậy đó thầy, mà già cái vô viện dưỡng lão ngồi cho hỏng vậy đó. Con cái thì lâu lâu đến thăm một chút, nó thiếu đi cái tình cảm. Mà cái tình cảm là cái nhựa sống của con người sâu sắc nhất. Còn của cải vật chất nó chỉ cái bên ngoài một phần nào để phù hợp trong cuộc sống này thôi. Nếu như của cải vật chất có nhiều mà thiếu tình cảm thì giống như cây mà thiếu nước, sống sao nổi đây. Quý vị coi con người mình mà không có tình cảm sao sống quý vị. Biết rằng nói đoạn ái đó là đoạn nhiễm thôi, chứ tình cảm như con người nó phải có chứ. Chứ đâu phải đi tu là vô tình vô nghĩa đâu chợ. Con người đi tu nó càng đa tình. Mình chưa đi tu mà chỉ có một mối tình với vợ con mình thôi. Nhưng mình đi tu rồi mình tình cảm với mọi người, tất cả người gặp mình đều có tình cảm. Thì người đi tu càng đa tình. Mà đa tình nhưng không dính mắc tình nào. Nó. Nên những đứa có một cái câu thơ mà từng thuộc á. Bài thơ đó hay đúng không quý vị? Đọc cho quý vị nghe nè. Tôi có tình yêu rất đậm nồng, yêu người yêu lặng cả non sông. Tình yêu chan chứa trong vàng vụ, không chỉ yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xây chiều, hướng về phục vụ ngôi tam bảo, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Ta đã đa mang một mối tình, dường như thời hải với sông Minh. Tình yêu mà chẳng yêu ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Nếu tất cả những người đi tu chúng ta mà mang cái tình yêu đó để yêu thì hay quá. Nhưng mà khi ban đầu mình mới đi tu, mình phải có một tình yêu chuẩn để làm nền, làm gốc cho chắc. Khi nó sâu sắc chắc chắn rồi thì mới mở rộng cái tình yêu đó ra được, mình không bị mắc vương ước. Nên các cô, các chú, các thầy, mình mới tu mình phải có tình yêu của một điểm, là phải gặp được một người thầy nhiệt tình hướng dẫn lo lắng cho mình. Đó là điểm nương tựa để giúp cho mình ổn định bòi gốc cho chắc mới đúng. Chứ đâu có đơn giản dễ mà yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh mà không có gốc thì sao yêu. Giống như cái quạt này mà nó quạt được là nó phải có cái chỗ dựa chắc chắn thì nó mới quay hoài mà không rớt. Nếu như nó đã không có chỗ dựa chắc chắn thì cái quạt này nó sẽ rớt là chắc chắn quý vị à, hiểu không? Nên con người chúng ta sống nó phải có điểm tựa. Mà điểm tựa này là cái góc độ để mà nhìn ra, gọi là chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Có những con người ở cả cái cuộc đời này chúng ta cố gắng, nhưng chúng ta lại không có điểm nhìn để đặt vào điểm chọn lựa. Bao nhiêu người nữ ở đây quý vị đã thấy rõ ràng, có nhiều người chúng ta khổ vì chồng, vì gia đình, vì cái nghiệp duyên của mình mà nhìn ra không chọn lựa sáng suốt. Đó là nghiệp duyên dẫn dắt mình. Sự chọn lựa đâu phải ai cũng là chọn lựa được tốt. Cuộc đời đến thế gian này không ai muốn mình xấu hết chứ, ai cũng muốn mình tốt hết chứ, ai cũng muốn sinh trong một gia đình phải có bề thế, phải có giáo dục, phải có đạo đức. Điều này ai cũng cần. Nhưng vì sao chúng ta sinh vào một gia đình làm heo, gia đình mà gọi là mẹ cha mình không hạnh phúc, có những gia đình cha mẹ mình chởm cớp, tại sao mình sinh vào một gia đình đó? Là do cái nghiệp duyên của mình nó dẫn dắt mình phải sinh vào gia đình đó.
Thí dụ như giữa hai vợ chồng đến với nhau, khi nó mang thai là cái nghiệp duyên. Dù cái đứa bé này nó có cái nghiệp với cha mẹ này, dù nó ở xa cách hàng vạn ngọn núi tu di, nó vẫn nhìn thấy mẹ cha nó đang sống với nhau. Tự nhiên nó sẽ đến và nhập vào người mẹ là làm con. Là nghiệp duyên chiêu cảm. Cái nghiệp duyên đã chiêu cảm rồi thì không có cái gì mà ngăn lại mà không thấy chứ. Nó đều tần số đó, nó giao cảm mà thấy. Giống như chúng ta niệm Phật vậy đó. Chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu Phật thì là cùng với tần số của Phật phát. Mà tần số của Phật phát bao trùm sóng điện, trùm hết. Nhưng mà cần cái người niệm Phật này niệm danh hiệu Ngài thì cái tần số đó nó phù hợp, thì tức khắc giao cảm. Nên danh hiệu Đức Phật A Di Đà khi mình niệm lên thì quang minh Phật A Di Đà soi gọi. Nên mới nói là quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Thấy chưa? Nên quý vị cứ nghĩ tại sao mà mình ngồi đây mình an lạc mình vui. Cái cảm giác này quý vị mà hưởng được thì quý vị sẽ không bao giờ, không bao giờ mà không đến. Tại vì sao? Vì mình hưởng được cái sự an lạc, cái bình an, và còn cỡ mở tâm tư cho mình và cho mình một đường lối, một phương hướng. Vì cuộc đời của người mình sống ngoài đời, dù mình có thành đạt cỡ nào đi chăng nữa, một ngày nào mình cũng có cái vấp ngã. Không vấp ngã cái này thì cũng vấp ngã cái kia. Nhưng mà Phật pháp là chỗ tựa đặc biệt nhất cuộc đời mình. Có nhiều cô ở đây, các cô gặp cái trường hợp gãy gánh chồng vợ rõ ràng. Nhưng mà tại sao các cô bây giờ sống phơ phớ, sống vui? Là nhờ cái điểm nương tựa của Phật pháp mà mấy cô có điểm nương này. Chứ nếu không mà thật sự mà nói, cỡ ba mấy, bốn mươi, bốn mấy tuổi mà nuôi con mà gặp mấy cái thằng sùng sùng như vậy mà đến mà nó khó mỏ thì cũng khó vượt qua lắm. Ban đầu nó đến thì nó cũng nói ngon ngọt, em à, một mình nuôi con được lắm. Em không nghe người ta nói sao? Mình nói gì? Nhà mà không có đàn ông như nhà không có tổ cáo. Rồi tối lửa tắt đèn, một mình phụ nữ sợ hãi lắm em à. Nó nói giết rồi mình cũng ăn. Ăn này cũng được. Nó ngọt quá, nó dễ thương. Thì dễ thương là ban đầu á. Ban đầu người ta muốn thì người ta mới dễ thương. Giống như con gà trống, con kêu con gà mái thì nó cũng phải kiếm cái hạt thóc, nó phải bóc từ cái hạt thóc rồi nó mới kêu tung 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 tung. Thấy không? Mày thấy gà trống không? Kêu gà mái tung tung đúng không? Biết tiếng kêu, biết tiếng cái gì không? Nàng ơi, nàng ta cái thóc này nàng, nàng hiểu không? Phải không? Đó thì bắt đầu đến thì quà cát bánh cát. Khi mưa gió gì mà bạn áo mưa đi mua bánh cát cho anh đến, hiểu không? Rồi xong cái đưa bánh cái đi về, cái đầu ở bên trong đứng lên nhìn ra thấy anh đi thoát tội nghiệp quá. Giờ này mà mua bánh đem qua rồi đi về sao tội nghiệp quá. Lúc đó là nó cảm động rồi, nó cảm mình, gọi là giao cảm mình. Giao cảm mình kia à, thấy không? Rồi bắt đầu từ từ ha, từ từ xin ở lại đi ta. Không sao, mưa gió quá mà xin ở lại đi ta. Cái đầu cho ở phòng khách, ngủ tại phòng khách ha. Rồi phòng khách từ từ rồi nó tới phòng riêng. Nó đi từ công đoạn mà. Đó. Nên mấy cái bà mà gãy gánh á, mà mấy bà có thể ở vì con cả đời với bà thì quá hạnh phúc. Và mấy bà sẽ làm người mẹ rất hạnh diện. Từ khi xa chồng mấy bà ở vậy. Và mấy bà đã hiểu được cái khổ khi có chồng. Có nhiều cái gàn buộc nên người ta mới nói rằng có chồng như gông đeo vào chân. Vậy đó, mà cái gông này nó đeo biết rồi, tự nhiên nó quen. Có nhiều bà gặp chị Đức nói thầy
mỗi lần thấy con thì nó đi đâu xa là con nhớ rồi. Đó, nó nghe chưa? Vậy đó mà, đi đâu một cái là bắt đầu gọi điện thoại đến chỗ đó, bạn bè, anh chị em có chồng ở đó, bạn bè có chồng còn tốt ở đó. Rồi đi về mới coi áo quần của nó có cái mùi nào lạ lạ. Đó, bắt đầu xem xét coi. Rồi bắt đầu nghe mùi gì lạ lạ, bắt đầu nghe bóng, nghe gió, nói trên trời, cũng đất, nói mưa, nói bão, nói lâm lâm, tùm lum. Chồng nó nghe chứ nó thấy, đi đến với người ta, vì người ta là chỉ có tiền, thì bây giờ nó đâu có cần biết thằng chồng này sao. Nên người ta chỉ cần nói những lời ngọt với dịu để lấy lòng người đàn ông này là đủ rồi. Nên tự nhiên chồng mình nó lại thích, nó lại mê cái người đàn bà, không có làm phiền nó. Còn vợ thì quá thương nên nói bóng, nói gió, nói này, nói kia. Giết chồng nó thấy rằng cái sự đó là buồn rèn, phiền phức. Rồi bắt đầu từ từ nó mới xa lắm đi. Rồi gia đình từ đó mà hạnh phúc bị tan rồi, hiểu chứ. Rồi bị quỷ ở nhà lại buồn khổ. Nó rồi từ từ cái gặp bạn bè, gặp bạn không tốt, nói một câu: ông ăn chả thì bà ăn cà lem. Nó vũ tầm bậy tầm bạ nữa, thấy chưa. Nó bây giờ gặp mà biết những đức mà biết tu thì nói thôi bà ơi bà, ăn cà lem cái gì, mệt quá, tôi lại chùa hộ pháp tôi ăn chay còn ngon nữa đó. Hiểu chưa, bà gù xuống dạy con mà đi ăn cà lem thôi mệt quá đi. Người ta ăn cái gì người ta ăn, còn mình ăn chay không bị sình bụng, hiểu không? Thì thấy ông về đây ăn chay không sình bụng, nghe quý vị khỏe ngon, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó vì nghe thấy không, nó đơn giản, nó có gì đâu khó, dễ làm lắm. Mà giờ vì mình có niềm vui mỗi ngày mình cười đừng gì, quý vị đi rước gì làm chi. Nó giờ hết nợ với người chồng rồi thì thôi, mình không có bỏ người ta, mình không có cái gì tầm bậy. Nhưng mà người ta bỏ mình hoặc là hết duyên thì thôi. Còn duyên thì hết lòng hết dạ mà đến với nhau sống cho thật là tốt. Không có đứa con nào mà nó muốn mà đi với cha mà không có mẹ, mà đi với mẹ mà không có cha đâu. Nhưng mà về cái chuyện mà nói hết duyên hết nợ thì chịu thôi. Bây giờ mình đừng có đổ thừa, đừng có đổ thừa. Thôi bà ơi tại nghiệp bà ơi, đừng có cái gì cũng đổ cho nghiệp. Nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái mà mình đang tạo tác, hiểu chưa? Bản thân mình đang tạo tác, mình đang chọn lựa. Chứ mình đừng có cái gì cũng đổ cho nghiệp. Mình cố gắng đi, mình cố gắng, mình tu, mình niệm Phật, mình vui. Vui rồi thì mình không có muốn đi tìm cái đó nữa. Rồi quý vị sống như vậy, đi đến chùa, ở nhà áp dụng phương pháp tu, làm việc lo cho con, lo cho con học hành đàng hoàng. Rồi khi con lớn khôn đủ duyên vô đây, hiểu không? Vậy thì quý vị thấy đặc biệt không? Không có tạo thêm cái gông này nữa. Vậy thì đúng là bao nhiêu người phụ nữ mà gặp mà khổ vì bị chồng bỏ hay là hết duyên nợ gì đó, thì quý vị coi đúng là có điểm nương tựa chưa. Đặc biệt tự nhiên mình thấy có điểm nương tựa liền mà lại có một phương pháp tu, rồi mình niệm Phật để mà mình sanh về thế giới cực lạc đó. Nên những điều như Đức chia sẻ quý vị thấy rất là gần gũi. Bữa nay chùa mình trên chánh điện cô Nhung chùa mới cắm hoa lại, quý vị mới cắm hoa lại, cũng là hoa đó thôi quý vị. Nên những đức nói với quý vị nghe, mình làm ăn là kiếm tiền, nhưng kiếm tiền phải suy nghĩ kiếm lâu. Thí dụ như bây giờ mình làm ăn buôn bán hay làm một cái ngành kinh doanh gì, khách hàng người ta nói rằng anh phải làm nhanh cho tôi, làm gấp cho tôi, hiểu không? Mình nói rằng tôi sẽ cố gắng tranh thủ, nhưng anh có đồng ý tôi làm gấp mà hư không? Tôi làm gấp mà không được tốt, không được đẹp, anh chịu không? Mình nói một câu với khách hàng, nhưng anh có chịu tôi cũng không làm. Nếu anh cần anh đi kiếm người khác đi. Nếu tôi làm chỗ này mà để tôi mất uy tín thì về sau tôi còn bị thất thoát lớn hơn. Uy tín là cái quan trọng để đi đến chỗ thành công. Nhớ, không thể nào vì tiền mà chúng ta phá uy tín của mình. Nên không thể nào người ta nói mình làm nhanh làm gấp mà làm ẩu, hiểu không? Nên một lần trước cắm hoa là trả tiền. Nhưng nhiều Phật tử về nói sao hoa cắm gì nó lộn mèo kỳ quá, nghiêng qua ngã lại kỳ cục lắm. Nó cuối cùng những đức kêu tháo ra hết đi. Người trong chùa cắm, đây là người trong chùa mình cắm đó quý vị. Thấy đẹp đúng không quý vị?
cắm nhiệt tình, có tâm đàng hoàng cũng là hoa đó thôi, mà cắm lại quá đẹp, thấy không? Đó. Rồi thêm tượng Phật thì cái cô mà nhà sách cô phát tâm của giác vàng, quý vị thấy hoan hỷ không quý vị? Quá đẹp bộ tượng luôn. À. Mà những con người, người ta về ta nhìn tượng mà ta vui, người ta cười, người ta hoan hỷ một cái thôi, cái cô nhà sách đó cô sẽ đẹp, đẹp thêm. Tại vì sao? Vì cái làm của mình nó phù hợp, nó đúng nơi đúng chỗ quý vị, rất phù hợp, đúng nơi đúng chỗ luôn đó, đặc biệt quá. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta quý vị làm được những việc mà ý nghĩa. Những đức thấy hai pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ngoài trước á, hai pho tượng đó mà mình mà lát vàng lại, mặt thì để mặt y thinh giống gì, là hai pho tượng ngoài đó đẹp lắm á. Mà hai pho tượng Quán Bồ Tát đó, hòa thượng ngày xưa nói là chùa này khi mà mới khai sơn đó là tự nhiên là hòa thượng pho tượng hòa thượng giác từ ngoài đường đi vô đấy, tại vì không có xe. Hòa thượng ngày xưa mạnh dữ lắm, hòa thượng mình bự con mạnh lắm, giác hòa thượng Quán Âm Bồ Tát từ ngoài đường vô đây. Hòa thượng nói là ngày xưa ở đây chiến tranh nó bơm nổ đầm rầm, vậy mà hai pho tượng vẫn y nguyên quý vị. Nên hòa thượng nói nhắc những đức là hai pho tượng đó là kỷ niệm nghe, ông nhớ nghe, mãi mãi ông phải thờ hai pho tượng để đàng hoàng kỷ niệm, là hai pho tượng từ xưa tới giờ, hai pho tượng nhỏ đó để chung lại một chỗ ở ngoài trước quý vị đó. Rồi phía sau này cũng có pho tượng Quán Âm Bồ Tát, ngoài nắng thì không làm được, mà pho tượng ngoài đó rất là mát mà nhỏ, hai pho tượng Quán Âm ngoài trước. Mà những đức thấy lát vàng mà mặt phải để y nguyên nha thì rất đẹp, nhưng nếu cái mặt mà lát vàng luôn thì tự nhiên thấy mặt tối, biết không? Ví dụ như mình có thể bận áo vàng, nhưng nếu mà lấy chiếc áo vàng mà bận vô cái mặt luôn thì tự nhiên nó lạ lạ, nó kỳ kỳ quý vị, thấy không? Nên kinh nghiệm nghe, kinh nghiệm mà lát vàng là mặt phải để mặt bình thường, không? Vì con người Phật phải hiện giống cái tướng con người, giống con người mà đẹp hơn con người, chứ Phật mà xấu hơn con người người ta không chịu lại. Cái vị biết đi đến ngôi chùa, có nhiều ngôi chùa người ta tạc tượng Phật á, mặt Phật xấu hơn con người ta, mà Phật gì đâu lỗ mũi đâu quét, rồi mặt mày gì đâu giống hệt là mấy bạn chầu, rồi đeo khăn đỏ khăn vàng tùm lum, vì thấy không? Vì về chùa vì thấy tượng Phật chùa mình không, đơn giản mà đẹp, thấy không? Nên á, tượng Phật mắc tiền hay rẻ tiền gì, nhưng cái góc độ nhìn của mình, một pho tượng mình phải nhìn ra, dù là rẻ mà cũng làm được sự nghiệp nữa, còn hơn mắc tiền, quá mắc tiền, bớt tiền đó. Phật nói con ơi, ta thì đơn giản con à, nên con làm sao mà con đơn giản một chút, con lấy cái tiền nhiều đó đó để con làm cái chuyện khác nó lợi ích hơn nữa con. Lúc trước có người người ta muốn cúng cái bộ tượng để đây nè quý vị, mà bộ tượng này lúc mà cái thời mà còn ông thầy ở đây nè, ông thầy bự bự ở đây á, nó ở đây á, là lúc đó nói chuyện với cô đó mà ta định cúng dường cái bộ tượng Phật đó, tính ra mấy tỷ bạc quý vị, mấy tỷ luôn. Những đức thì nói rằng đúng là tượng thì rất là tốt, thì cúng thì rất là tốt, nhưng cái bộ tượng này ngày xưa những đức đặt có trăm mấy chục triệu, và bộ tượng này nè quý vị, mà từ hồi đó những đức xuống đây tới giờ, mà đây ngày xưa đó là một cái chỗ giống như là một cái nhà ăn vậy đó, nhà tiếp mà trai tăng đâu quý vị. Nhưng mà những đức xin hòa thượng ơi, chùa mình thì nuôi nhiều người già, đã là già thì đi lên cầu thang khó lắm hòa thượng, nên thôi hòa thượng cho cái chánh điện ở đây. Với một là cái thành công á, là người ta ở ngoài vừa chạy xe vô thấy cái chánh điện ở đây tu, nên người ta thấy ngôi chùa nó ấm áp liền. Còn nếu tu ở trên không á, mà thấy đây nó lạnh lẽo, vô chùa thấy lạnh lắm, chùa nó lâu phát triển dữ lắm. Hòa thượng nói ừ ông nghĩ gì được đó, ông làm đi. Thì như đức đặt bộ tượng này ngày đó có 100 mấy chục triệu. Rồi cái bàn thờ này ngồi đó đóng, mà cái ông đóng đóng cũng dở, ông đóng mà cây nó cũng bị héo lại. Nhưng mà có cái chú kia ngày xưa ông đòi đóng cái bàn thờ lại xịn luôn. Như đức nói không, bàn thờ đang được thì cứ để đi anh, chừng nào mà không được thì tính, chứ bây giờ cái tiền bạc tam bảo mình dùng gì cho xứng đáng cái đấy. Còn bộ tượng thì quý vị thấy cũng đẹp quá trời luôn, thì cái cô nhà sách của đến cổ giác vàng, đúng là giác vàng ở trên thôi, tự nhiên đủ duyên của giác vàng ở đây luôn. Thì trong cái dịp lễ với ông âm giác vàng xong, như đức kêu để mặt y tinh thì thấy tự nhiên giác vàng xong bộ tượng lên rực rỡ. Mà bây giờ vì nhìn bộ tượng mà cái kiểu như nhiều người nhìn quý vị, nhiều người nhìn giống như mình là người đẹp mà được nhiều người nhìn mình á thì mình mới đẹp. Còn mình là người đẹp mà không ai nhìn mình sao đẹp, thấy không? Đó, thì tượng Phật mới bị nhìn nhiều, bị lễ Phật nhiều là tượng có hồn liền á. Mà có hồn đây là do mình nhìn quen, cái ấn tượng của Phật nó vào tâm mình, và tự nhiên mình nhìn Phật thành quen,
chứ không phải Phật thì lúc nào cũng sống động. Nhưng mà do mình nhìn Phật quen viết rồi, tự nhiên mình nhìn tượng Phật này mình thấy thích, đẹp, nên cô lát vàng một cái nó bận áo lại cho Phật. Rồi gương mặt của Phật, cái tự nhiên quý vị nhìn tượng Phật bữa nay quý vị thấy không? Quá đẹp, quá đẹp luôn, quý vị công nhận không? Đó, nên những đức nói với quý vị nghe rằng là có những đồng tiền chúng ta dùng, nhưng phải dùng đặt vào đúng chỗ. Nên những đức nói dùng đồng tiền của Tam Bảo mà mình dùng nó đặt nó không đúng chỗ thì nó phí, nó uổng. Trong khi chúng sanh nhiều người khổ lắm quý vị à. Như chương trình người mù nè, bây giờ những đức đang muốn tổ chức đó, nhưng mà quá nhiều việc của những đức à. Quá nhiều việc luôn à, việc gì đâu mà quá trời nhiều. Rồi Thiên Hòa Thượng đang đào móng mấy công trình bên kia bên á. Nói bây giờ làm sao mà chương trình khiếm thị, mà khiếm thị như đức có bỏ đâu. Cỡ nào như đức cũng phải làm. Tội nghiệp với người khiếm thị, người mù. Nó đã lập lành thành mỗi lần mà chương trình khiếm thị tính ra 4-5 ngàn người khiếm thị bị nghỉ. Mà bây giờ mà tội nghiệp họ lâu lâu đến chùa như đức khuyên họ niệm Phật. Đời họ đã thiệt thòi quá, bị mù, bị què, bị lết bánh. Bây giờ mình về mình dạy cho họ niệm Phật, để mai mốt họ chết đi họ thay đổi thân tướng lại, hoặc niệm Phật giảng sanh. Chứ giờ tội nghiệp họ. Nên chương trình đó là những đức nhất định phải bố trí, phải sắp xếp. Cũng sắp sửa tổ chức chương trình khiếm thị đó à, sắp sửa tổ chức chương trình khiếm thị rồi đó à. Rồi quý vị coi Vía Quan Âm bữa nay 12, còn 4 ngày nữa à. Chuẩn bị chân cẳng đi. Đó, nhớ nè, nhiều người phụ nữ bây giờ mang nghiệp phá thai dữ lắm. Quý vị ơi, cái nghiệp phá thai là cái nghiệp đáng sợ lắm quý vị. Cái nghiệp này là đọ đó, đọ đó. Trời ơi, Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mà Ngài giết lầm 1 triệu thú. Vì mà theo mự đời mà Ngài là bậc cao tăng á, theo mự đời mà chờ cơ hội đó chàng. Tới đời thứ 10 Ngài vừa khởi một ý niệm thôi, không phải một chút thôi, vậy mà 1 triệu thú nhập vào đầu gối làm một gã mặt người. Nếu như không có cái duyên kết với Tôn Giả Ca Đạt Ca thì Ngài chịu cái nghiệp duyên khổ đau dữ lắm, đọa lạc chứ không phải giận gì hết. Không chi mà bây giờ mình là kẻ phàm phu, mà con đến với mình là con ơn, mà giết đi thì thành quán. Mà con đến đòi nợ, mà giết đi thì nợ chắc chồng. Mà có những người mình giờ đẻ hoài mình nghĩ nuôi không nổi. Nên từ nơi đó mà người phụ nữ bây giờ vì sao mà bị nhìn thấy sức khỏe yếu không? Vì bây giờ mình đẻ hoài thì nuôi không nổi, mà chồng thì nó phải gần gũi với mình. Nên từ nơi đó mà uống thuốc ngừa thai, uống giết rồi con người phụ nữ nó bị kiệt quệ. Thuốc ngừa thai nó cũng có cái tác dụng phụ rất lớn cho cơ thể người phụ nữ quý vị, chứ không phải diện giỡn đâu nghe. Nên từ nơi đó mà nếu mà để mang thai mà đẻ hoài không được thì đi bỏ. Mà không hiểu đạo bỏ, nên mấy cái bà đi về chùa mình là có là đẻ. Tại bà nghe những đức dặn mà bà đẻ chứ nó. Chứ nếu không bà cũng bỏ te tua chứ không phải diện giỡn đâu nó. Tối cô kia miền ngoài cổ hướng dẫn tu tinh tấn, đừng có nói nữa. Mà bà cũng lớn tuổi rồi, thì cái nghiệp duyên mà trời, bà lớn rồi, dẫn dắt người ta tu đông quá trời luôn. Bà nhắn tin vô nói thầy, đúng là nghiệp tớ. Chồng mới hổm nó mới la gầy, nó đòi chia tay. Rồi tự nhiên nó nói thôi, thương lại. Nó thương lại cái tự nhiên bây giờ có bầu rồi thầy. Nhắn tin cho nó trời ơi khổ thầy, có bầu rồi. Mới hợp lại Quan Âm tổ chức lại được 4 ngày ngoài đó. Bà rủ cũng được 500-600 người lại Quan Âm. Rồi bà nói chuyến này bụng chưa bự gì mấy, còn lại được 4 ngày nữa. Con cố gắng cho lần sau bụng bự quá không biết tổ chức nổi hay không. Những đức nói thì bà tổ chức, bà bắt cái ghế bà ngồi bà gõ cho nó lại. Cư sĩ đó, thì thấy cái nghiệp duyên ghê chưa? Kinh không? Dễ đó mà tự nhiên nó lợ nó xuất hiện liền. Bây giờ cái bụng bự lên để không biết tu dễ hay không. Thì thấy kinh không? Đó, bây giờ phải đẻ chứ làm sao dám phá. Tại vì nghe đạo rồi sao dám. Nhưng mà mình thì nhiều người phụ nữ mình đã từng phá thai. Mà cái nghiệp phá thai là cái nghiệp giết con. Đến báo ơn thì thành báo quán, mà đến đòi nợ mà nợ chắc chồng. Nên tại sao cái người mang nghiệp phá thai gia đình nó bị lộn xộn hoài, mà cơ thể bị bệnh đau. Người ta bác sĩ mà đông y ta nói một câu này nè, một lần phá thai tổn hơn 3 lần đẻ. Phá thai là nó tổn sức khỏe dữ lắm. Từ nơi đó cái cảm giác khi bị phá thai bị đau lòng dữ lắm quý vị à. Ai cũng vậy, mang cái tâm trạng vậy đó. Nên từ nơi đó mà cái nghiệp phá thai này đáng sợ lắm. Tại sao quý vị bây giờ không nương vào cái pháp hội này?
Lại 3 ngày Bồ Tát Quán Thế Âm nương vào cái hạnh từ bi của Bồ Tát để mà mong cầu siêu cho con. Con ơi, mẹ không hiểu con à. Lúc trước mẹ không hiểu nên mẹ lỡ mang nghiệp phá thai rồi con à. Bây giờ dù con có đòi nợ mẹ thì sao cũng được, nhưng thôi mẹ cũng cố gắng, mẹ tu, mẹ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mẹ nguyện đem cái công đức mẹ lễ Quan Âm, mẹ tu hành nghe pháp này hồi hướng cho con. Mong thần thức của con sáng suốt, con tỉnh táo. Thôi nếu con nghe lời thầy giảng, con chịu nghe, thì quan gia nên giải không nên kết con à. Nếu như nợ nần này mà nó cứ quan gia nó cứ đòi hoài thì đời đời kiếp kiếp mẹ con mình khổ đau hoài con à. Tùy con đòi thì mẹ trả, nhưng mà mong con nghe đạo hiểu, mẹ cố gắng mẹ tu, mẹ hồi hướng cho con. Từ cái tâm của mình chân thật tu nghe pháp niệm Phật quan hỷ vui vẻ, bệnh đau vui trả hết, thì tự nhiên cái con quan gia nó theo, nó đòi nợ mình, nó nhẹ cái tâm xuống, rồi từ từ nó buông mình ra, rồi nó đi đến chùa thấy cúng đế thực hoài mỗi ngày, cái nó ở lại đây nó tu để nó hưởng tài thọ thực, mỗi ngày tu hồi hướng để cầu sanh cực lạc. Đó, nó quá dễ, hiểu không? Nên bây giờ mình phát động cái chương trình lên, mình thông báo lên nhiều người, bây giờ mình đi đến đây tu để cầu an cầu siêu cho người thân của mình. Đó. Nên 3 ngày, ngày 17 là thứ sáu, 18 là thứ bảy, rồi là 19 là chủ nhật bên hộ pháp bên đây là ngày cuối cùng. Nó là 3 ngày giảng pháp 12 buổi, lại 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhiệt tình hết mình về đây tu tới cùng luôn, đem cái công đức này cầu an, cầu cho Phật quốc thế dân an, thấy không? Rồi cầu siêu cho tất cả những người chết chưa siêu thoát. Cái tâm này của mình, cái công đức nó thù thắng lắm. Nên ai mà không có tiền, bao tiền xe cho đi luôn, làm tới luôn, thấy không? Ông thầy ông dám tu, mình dám đến. Cái quan trọng là ông thầy ông lại, muốn lộn mèo luôn. Thấy những nước lại thấy ghê chưa? Quá trời lại luôn. Lại mà lúc này còn chuyển nhiều tiếng nữa, có những khi tiếng như bị đi. Nhất là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều, làm cho người ta vui vậy. Khi vui rồi người ta lễ được nghe. Chứ lễ bình thường thì bình thường, cái gì đâu. Nhưng mà tại sao những đức làm nhiều cái âm điệu cho quý vị cảm thấy nó sống động. Bữa đó những đức vừa lễ xong ra gặp một ông thầy, ông nói nè, ông vỗ vai: thầy Đức, công nhận nghe, ông tôi thấy ông đặc biệt á, ông dùng cái cách lại Quan Âm mà phương tiện thiện xảo thiệt. Tôi là tôi lại không có nổi đâu, mà tôi nghe ông niệm mà tôi lại hết 500 danh hiệu đó. Nói rõ ràng mà, thấy không? Nhưng mà có những người thì người ta không có vừa bụng, ta nói làm sao mà mình đi lại niệm gì, lại Phật Bồ Tát mà đi giỡn. Tôi đâu có giỡn đâu. Phật Bồ Tát thấy vui, thấy chúng sanh vui Phật Bồ Tát mừng. Khổ nhất là Phật Bồ Tát thấy chúng sanh khóc, hiểu không? Nghiêm mà nó tu không nổi, mệt quá, nó tới 2000 lại đặng Phật Bồ Tát nói cho nó vui một chút để nó tu. Mà quý vị coi công nhận không vui mới tu chứ buồn ai thì tu. Đó. Nên nhiều người ta không hiểu quý vị, cái đám cha mẹ người ta chết, cái tự nhiên người ta ra người ta hát ru. Ngộ ghê. Đã là chết rồi khổ mà chết luôn vậy mà còn ru nữa. Ra kể lễ đời của cha mẹ mấy chục năm nuôi con, bây giờ cha mẹ đã chết rồi, phận làm con chưa báo hiếu được ngày nào cho cha mẹ. Làm cho người ta phía sau người ta khóc te tu hết chứ. Cái việc làm này là quý vị làm cái kiểu này, quý vị nói là tốt hả? Tốt không? Vì làm gì là giống như là quý vị diễn trò thôi. Cái tốt nhất là quý vị niệm Phật á. Quý vị trong cái lúc mà cha mẹ mình mắc mình làm chuyện phóng sanh, mình mua gạo cho người nghèo khổ, giống như cái ăn huệ, gia đình có hậu sự mà lại làm những điều thiện, điều tốt, đây mới là lỡ. Quý vị đến bị ru, quý vị làm cho người ta khóc. Mà ngộ của chúng sanh nó lạ lắm, làm cho khóc là giỏi. Còn chùa mình nó là gì? Làm cho cười mới giỏi. Ai chọn cười đến đây, ai chọn khóc đi tìm nơi đó, hiểu không? Nó những đức mà ra là không có bao giờ mà nói cái chuyện mà đi ru chứ, thấy không? Cái thời cuộc này mà nói là cơm áo gạo tiền mà ngồi đó mà ru, thấy không? Mệt mỏi dữ lắm quý vị ô,
không? Ồ. Hiểu chưa? Đó, thấy không? Nhà nước ra mà nó phóng sanh hay gì rẹt. Có thờ đại cơm áo gạo tiền. Cái gì nó cũng rẹt chứ ai cũng làm được. Phật pháp mà làm sao ai cũng được, ai cũng làm được nó mới hay. Thì thấy không? Bây giờ thỉnh tượng Phật của chùa về, làm bàn thờ, đặt tượng Phật lên, lễ Phật thờ, rồi làm lễ phóng sanh, rồi từ đó về sau cứ như vậy mà tu. Thì ai mà không làm được? Bây giờ quý vị thỉnh một người thầy về an vị tốt không? Tốt. Nhưng xong quý vị không tu có tốt không? Không. Về an vị làm đủ cách hết trơn, hoành tráng luôn. Xong quý vị để Phật lạnh lẽo không tu gì hết, tốt không? Không. Còn thua quý vị lễ Phật một thờ, xong từ đó về sau cứ lễ Phật tột quà tột à, ai cũng làm được. Nó có khi mình không có với thầy mình không lẽ mình không làm được. Nên Phật pháp làm sao mà quý vị làm được á, những đức đưa cái pháp cho quý vị làm được đó. Nó gia đình đều có ngôi tam bảo hết, rồi sáng tối dụng công tu đó. Khi nhà mình có tượng Phật á, lúc mình buồn buồn không biết tâm sự cùng ai, mình vô tâm sự với Phật. Vô nói: dạ thưa Phật, con tu mà có hổn lắm Phật à. Con vừa chữ thằng chồng con cái mặt mày mặt kia đó Phật à. Rồi con vừa chữ con trai con cái mặt mày giống thằng cha mày quá. Con thấy con tu mà con còn khẩu nghiệp lắm Phật á. Nhưng tâm sự với ai con thấy cũng khó xử. Con thấy tâm sự với Phật là thích nhất, vì Phật cứ cười hoài. Thấy chưa? Đó hay không? Rất là hay. Nó muốn nói gì nói với Phật đi. Hiểu không? Còn muốn tâm sự với người phải lựa cái người là một văn cao thủ. Cao thủ gì biết không? Cao thủ tiêu hóa rác. Ghê chưa? Buồn chán nặng nề trong tâm, muốn tâm sự thì phải lựa người có khả năng tiêu hóa rác. Còn nếu đưa cho một con người mà đi chữ rác thì đừng đưa cho họ, tội lỗi lắm. Vì nói cho họ mà họ nặng thêm nói làm chi. Nó còn đưa cho một người mà đưa xong là vào họ là rác cho tiêu hóa sạch, mà trở thành Phật pháp nữa mới hay à. Nên đó, quý vị biết rằng cái tâm buồn của quý vị khỏi nói dòng do, vì chỉ cần đem câu Phật hiệu ra: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi quý vị đi về đây ngày Chủ Nhật sạch. Cố gắng đi, đúng không? Đó, cứ như vậy mà tu. Vì thấy không? Ngồi tính ra tiếng mấy rồi đó. Nó mà bữa nay mấy cái đoạn sau này mình nói là nó đi vào hơi sâu sâu một chút này. Mà đi vào hơi sâu sâu một chút đó, mà Phật pháp á nghe, là bắt đầu là ngồi chứ. Mặt ngơ rất là vui. Thì lúc mà nói phải nghe mặt mắt sâu sâu chút rồi mới mã ngồi với thằng mặt ngơ mặt ngơ ngồi ghê nha, lạ lắm. Thì biết cái căn tính mình chưa đó. Nhìn là biết căn tính mình là tu tịnh độ rồi đó. Thì đi đứng thằng ngồi lại có mặt hiệu tuyệt vời chưa đó. Hồi nãy gặp một vị thầy dễ thương, thầy nói rằng là thích cái phương pháp tu này, bà muốn dùng phương pháp tu để áp dụng cho chùa thầy cũng nhận thành được không? Xong những đứa nói công sao thầy ở nhà thì phải áp dụng thầy tu đi, ở chùa áp dụng tu đi, áp dụng tu xong có dịp đủ duyên thầy đến đây những đứa tu ăn đi, rồi thầy đem về thầy ăn hướng dẫn nó vậy là xong. Nó có gì đâu mà nhiều sư tu em miền ngoài bây giờ nghe phát triển đạo tràng là vừa vô đây tu ăn đem miền ngoài bây giờ phát triển ở ngoài Vĩnh Phúc á, có ngôi chùa Bồ Đề ở ngoài cái này Phật tử cũng bắt rồi đó. Tại vô đây tu ăn pháp đi ra cũng về địa chung lễ Phật đi ra luôn. Thì sao những đức nói với thầy không? Những đức nói là đơn giản lắm thầy, thầy hướng dẫn người ta tu không phải là nó niệm Phật đi, không phải đâu thầy. Chủ nhân thầy lên thì nói chuyện chút với người ta về lễ Phật một thần. Thầy nói đơn giản thôi, không có gì khó đâu. Thầy tu sao thầy nói vậy? Thầy đi đâu thầy gặp cái gì thì nói đó, mà nói sao mà thầy khéo léo cái lời nói, có thể nó điều chỉnh lại chứ. Thì tự nhiên nó thành cái một pháp rất là hay. Nó thật sự mà nói quý vị, mình thiệt thà thấy thua quý vị. Quý vị thích thì đức là chỉ đúng cái gì đức nó thật. Nó thật thật thật.
thấy không? Và những người nào ta thích không thích nói thẳng thì ta không đến, còn thích nói thẳng thắn thì ta đến. Nó mà nói thẳng thẳng là nó vui, chứ không phải mình nói bận chợt mà kiểu như ngày xưa cũng bận chợt lắm nha. Ngày xưa cũng nói bận chợt lắm á. Ngày xưa nói là mặt rồi nhau rồi lại rồi mắt lò rồi nha. Chơi ngày xưa thì có mấy cái đĩa ngày xưa đúng không? Nhưng mà cái gì cũng cho nó cơ hội chứ. Thời gian điều chỉnh từ từ. Nên nó mình nhìn của mình thấy cái lượng mình ở chùa mình thì đích nó cũng cảm ơn mấy cô, mấy bà ủng hộ thằng từ đó luôn. Bây giờ mấy cô ngồi mấy cô cười vui gì mấy cô chịu đắng ăn thôi khoảng thời gian dài. Cứ kiếm cũng trên ba chứ mà la lối sùm nhau mặt luôn. Ngày xưa nhiều cô nói thầy ơi chị thì chỉ cũng sợ quá, tôi quen là tôi mà không chỉ là tôi không nói được luôn, mà mình cái chỗ người ta giải pháp là chỉ nhẹ đúng không, còn mình bận chợ mình muốn giết người chỉ gì đâu chỉ ghê lắm, mà cái tay gồng lê đến vậy ơi. Mà ngày xưa mà mình thấy cô từ từ nói chuyện với mình nhìn đến thấy ngày xưa cái tay nó thô nó bự với mình. Mà bây giờ tôi biết sao cái tay nó nhỏ rồi. Người mạnh mà tay lại nhỏ, nó mất ngộ quý vị. Rõ ràng cái công việc nó điều chỉnh cơ thể của quý vị ơi. À bây giờ mình nhìn thấy những cái ngày xưa nó khác quá trời khác luôn. Từ nhiều cái nói chuyện cái này kia đúng là niệm Phật á. Từ từ điều chỉnh lại. Nên những cái nói chuyện khác dùng công việc thì rất là đặc biệt chữ lắm luôn. Nên những cái nói mình là giảng sư. Ở nên mà giảng hoài. Người ta là giảng sư, ta đi tùm lum. Mình giảng cư. Cư là ở nhà, ở chùa, bài gì đâu. Nên có cô đó, cô đến cô gặp. Dạ, tôi xin kính chào giảng sư. Chị Đức nói, tôi không phải giảng sư. Giảng cư. Đó. Ở chùa hoài vậy đó. Thấy không? Đó, nên vì sao? Vì tôi là thầy chùa. Thấy không? Tôi không có chùa hoài vậy. Nói vậy thấy không, mà bao nhiêu bà già mà vui quý vị. Nên những đức nói với thầy nghe đủ duyên với thầy cũng ở chùa nuôi người già anh. Nuôi 10 bà già, 20 bà già nuôi từ từ. Vì tương lai mình cũng già. Nuôi người già, thương người già. Mà chơi với người già cũng vui lắm nha. Như những đức bạn như đức mà người mù, 4-5 ngàn người mù. Ở cái chục ngàn người mù, khắp nơi nơi. Mà đến có làm chương trình khiếm thị thì mặt đó, 4-5 ngàn người mù. Bạn như người mù đông ghê. Mà ngộ lắm, người mù không ai dành. Bạn người mù không ai dành. Ai mà đi dành người mù. Nhưng mà bạn mình là Phật tử giàu là có người canh. Ngộ ghê. Nó ngộ quá giàu giàu rồi nhiều đi là có người ta canh mình. Nhưng mà mù nhiều thì nó mặc kệ vậy. Mù đi thì giàu đi. Thấy chưa? Mà ngộ ghê người ta không biết đây là báo Phật. Thì biết người tổ chức cái chương trình người mù nuôi người già thấy có thương cái tiền, tại vì cái những cái thành phần mà xã hội bị giống như ít ai nhìn hết, mình đang ghét gì thì người ta mới nhìn mình. Biết gì chứ mẹ đi chứ thì coi những đứa là một cái tên què què không có tiếng tâm, nhưng mà bây giờ thành tiếng tâm là do cái gì đâu, mù già nhắn được yêu. Hiểu không? Đó. Nên quý thầy để ý chỗ này đi. Cái thành công của con nít này không có gì ghê gớm, nhưng chỉ có cái là mù và văn nít bắt cái thằng chết đem cho chết luôn. Này nó ghê. Người ta thì tối ngày người ta cứ nói là không có được nói câu chết. Còn những đứa nó không có ngày nào mà dưới 10 câu nói chết. Nói chết hoài. Tại vì tôi biết thế nào cũng chết. Nên thà nói trước để đừng có sợ chết. Được không? Những đứa nói thì nghe nghe. Nếu ai gặp mình mà nói chị chừng nào chết thì mình nói cảm ơn. Còn gặp mình mà nói chúc chị sống lâu, sống thọ, xuống. Cậu này cũng dạng là tim cũng chạy.
trận lính lã kỳ miếng. Ông giải thích nghe sao mà kỳ cục cũng chả. Tôi giải thích cho bà nghe. Bà không giữ đâu, không giữ đâu. Bà còn ham đó, ham. Con hiếu không? Vì tôi nói bà gần chết rồi, thì nhiếp sức rồi, điều chỉnh lại đi. Nó tốt. Gần chết rồi bà. Gần chết là giữ gì nữa giờ, điềm đi. Gần chết thì cố gắng hiếu liền đi. Thấy không? Gần chết thì làm thiện đi thì nó tốt. Cái cuối cùng sống lâu lắm. Còn sống lâu mà. Còn hiếu từng từ hiếu lắm. Thấy không? Nó xui liền nha. Mình không chịu làm thiện thì cái quả tới cái xui. Đó nên chùa mình cứ nói chết suốt. Nên mấy bà già cũng chết là đây. Bây giờ thì coi 80 tuổi thọ không? Những đức nói như những đức mà nó là sống được mà sống 70 tuổi thì cũng mừng. Không biết được. Ở 50 tuổi thì nghe rồi. Bây giờ mấy người nói thất thập cổ lây hiên. Có người nó sống được 70 tuổi cũng là quá dữ dàng. Bây giờ sáng người ta 80. Không thọ lắm mà còn gì. Còn bà như trước nữa thì hình như cũng 80 mấy. Còn bà trước nữa 90 mấy. Sống vậy mà, sống chi nữa. Hiểu chưa? Quá đủ rồi, phải không? Đó, nên nuôi người toàn là thọ vậy không á. Đó. Rồi mai mốt là tới đứa bé mà 11 tuổi thì nó là cái tấm gương quý vị nhìn thấy. 11 tuổi. Bất tỉnh, không tìm bác sĩ, không tìm thuốc, quyết định đi mặt sách cực lạc. Bé 11 tuổi cũng vậy. Rồi, đúng rồi. Già có con nít có. Để cho quý vị thấy rằng trong cuộc đời này nghe. Tuổi nào nó cũng chết là nó chết rồi. Đến lúc chết là chết. Nhưng những đức bây giờ ai biết được một chút chết. Ta ngồi đây giải pháp bằng âm gì, lễ Phật xong đi về. Tự nhiên đi ngang cái cây nó ngã xuống. Cái cành cây rớt xuống trúng ngay cái đầu. Quen. Được rồi. Họ mạng đến. Cái người mà họ mạng chưa đến sẽ hơn ba cái râm bay hai chục thước dành cho cái cây cái râm dội ra nước xuống hầm cái râm lội lên thường ra thôi ơi còn hạn chưa hết mà chị thấy những người mà thọ mạng chưa hết thì ghê giống như gần chết không chết. Có những người thọ mạng đến ngủ một đêm chết queo, hôm qua còn đi uống cà phê đi nhậu ăn uống đi nói chuyện ngon lành vậy mà ngủ đêm sáng mai chết queo. Vì sao? Thọ mạng đến lúc chết. Chưa? Có những người giàu thiệt là giàu, tiền bạc quá nhiều gỡ ngân hàng, đứng tên đất đai tùm lum, tự nhiên chết một phát đóng bạc luôn, chưa có giao phó gì hết trơn, đứng là hết dính là hết luôn. Nói gì thấy chưa? Có không? Có. Nói không có đúng chứ. Đó, nghe gì đó rồi là tự nhiên trong lòng của mình thấy mở cái tâm ra liền. Túng ra bữa nay đến thì túng 200 ngàn. Nghe mày nói xong hết cái rẻ 2 triệu. Rẻ. Thả luôn. Mày chết thì hầu cũng được. Chưa? Tự nhiên nó đó đây là mở tâm lượng. Mở tâm lượng ra đó. Mà cái tâm rộng đó họ nó kéo dài. Thì phút nó tan. Giống như dầu sống hết mà trong dầu vô sao tắt đèn. Nên cái người thiên phước tăng là họ mạng kéo dài. Con người thiên phước hết là chết. Giống như dầu hết là đèn tắt. Điện cúp là đèn tắt, đúng không? Đó, nói đúng quá mà. Được quá. Đó, vậy phải không? Nghe nó rất đơn giản. Nghe đơn giản như là đang giỡn. Nhưng sao có đúng thì quý vị? Có lại đúng. Đó. Mà tại sao vì nó thoải mái, vì nó cởi mở tâm tư ra. Vì cuộc đời con người ai cũng chết. Vì mà sao nó vui. Buồn chi hả? Buồn chi hả? Bây giờ chồng bỏ hay vợ bỏ gì cũng phải sống. Ông em giờ mình nói bỏ tôi đó. Bỏ tôi đó tôi chết đi. Tôi là chồng vợ tôi. Nói tôi cũng vậy đó. Bây giờ tôi đang đặt giá cho thằng ngơ này. Con gắng liệu cuộc đời con thầy ơi. Con định tâm tổ, con sợ mở không được. Con định chạy sau bụng sợ uống rút mình. Thấy không? Thấy không?
cũng bỏ rồi. Tại sao không sống cho vui? Vui có khi người ta còn ngưỡng mộ mình. Nó bỏ mình mà. Mình đi khổ chí. Đó. Chồng nó chê mày xấu. Xíu mày đẹp. Bây giờ nhìn mày đẹp mấy con như khỉ già. Ra ngoài thấy nhiều em đẹp đi. Bỏ mình. Buồn quá. Đừng buồn. Đừng buồn. Đừng buồn dễ. Không? Có nơi rồi. Có nơi rồi. Đêm đi tôi tốt để chứ. À bây giờ hồi trong phòng mình có nhiều cô mà nó lúc vô sơ xét á. Chồng bỏ chồng dê vô sơ xét á. Mà vô đây tôi tốt cho anh chạy. Vô rảnh rỗi không? Biết câu rảnh rỗi không? Vô đây là rảnh rỗi. Ăn dê hay lễ Phật. Chứ không biết gì khác nên rảnh rỗi. Tâm trí rảnh rỗi luôn. Vậy mà thời gian tự nhiên người cho anh dễ mặn mặn mặt mày hồng hào đẹp. À à à chưa? Đó. Nó lên từ đó bây giờ quý vị coi. Ngày xưa chúng ta còn trẻ. Chồng chúng ta. Thấy không? Con ngu. Chim dê. Chồng là con ngu. Còn mình là chim chia sẻ. Thì con chim ngu này đến nó kêu chim 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 chim. Nó đem một cái lồng đấy. Không? Chim 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 chim. Xe xẻ ơi xe xẻ. Bay vào đi xe xẻ. Cái mình tưởng đâu là ngon, cái tưởng đâu là son nó mà. Đây là tao nói là dễ hiểu nha. Là vui. Rồi xong nó bay vào mình giỏi vàng, mà mình không suy nghĩ được gì. Rồi mình bay vào cái lồng son nó nói lồng này đẹp lắm. Xe xẻ. Lồng vàng nó xe xẻ. Cái mình bay vô lồng úp lên. Vậy mà nó đem mình đi. Trải qua thời gian dài như vậy. Đến lúc nó mở lòng ra, nó nói mày bay đi. Xe xẻ bay đi. Bao nhiêu năm nay mày trong lòng mà. Xe xẻ nói quen rồi. Quen ở trong lòng. Thì con cúc cu này nó nói là ở bên ngoài còn rất nhiều cái đẹp. Mày nên bay ra khỏi lòng này đi. Xe xẻ. Xe xẻ nói như cúc cu. Quen rồi. Như vậy mà đến lúc cúc cu nó phải đuổi con xe xẻ thì đi. Quen không cho ở. Nó đuổi ra khỏi vị trí cái lòng. Mà con cúc cu nó đuổi xong con chim xe xẻ nó dặn ở xung quanh cái lòng. Để nó nhìn cái lòng để nó buồn nó khóc. Nó không biết đi về đâu. Vì thời gian ở trong lòng lâu quá. Biết đi đâu đấy. Có một ngày nọ. Được chưa? Có một con chim xe xẻ bạn đến thăm xe xẻ bị bỏ rơi. Theo thẻ nói với con xe xẻ bị bỏ rơi này là có một nơi dưỡng xe xẻ tốt hơn. Nghe không? Có một nơi dưỡng xe xẻ. Con xe xẻ kia đang buồn chán quá, không biết đi về đâu. Nghe như vậy vui quá, vui quá. Hỏi ở đâu? Nó ở hội quán. Chưa. Cái này đặc biệt vô cùng. Từ nơi đó thì có một đoàn xe chở chiến xe xẻ. Con nhìn xuống đa toàn là xe xẻ. Ê
thấy chưa? Các vị phải biết rằng xe thẻ bây giờ rất thích gì được làm, đúng không? Nó bây giờ chạm về hộ pháp, về hộ pháp đây giờ là một điểm tiếp dẫn cho xe thẻ gì được làm. Và cái hoàn cảnh ở đây nó càng ngày nó càng chặt chội, nên hòa thượng mình nghĩ rằng bây giờ phải mở một cái trạm để tiếp dẫn sẻ sẻ nữa. Thì cũng hòa thượng kêu những đức quan của đại tùng lâm để phát triển một điểm tiếp dẫn sẻ sẻ, và cuối cùng cũng đông nữa, hòa thượng nói là tức là con phải lập thêm một cái trạm để tiếp dẫn bự hơn, vì sẻ sẻ bây giờ quá nhiều. Hơn 400 mình đang thấy không các bạn? Các bạn thấy một câu chuyện kể mà vừa bắt đầu mà vừa làm nhiều người người ta mới suy nghĩ. Nhiều người người ta hỏi, người ta không biết, người ta nói là cúng cu là cái gì vậy? Cái gì mà không biết thì cúng cu là cái gì? Cúng cu là cái chồng bà. Đàn ông là cúng cu. Bà hỏi xe xẻ là gì? Xe xẻ là bà. Nhiều mà ông mộ nó nhắn tin hỏi cúng cu là gì vậy? Con làm cái bà đó nhắn tin hỏi thầy ơi, con đi xa xứ Việt Nam lâu rồi, con không biết cúng cu là gì. Thì nó hỏi bà xa xứ lâu quá thì tôi nói thẳng cho biết, tôi nói cho bà nghe, tôi là cúng cu nè. Đúng không? Đúng là thầy hiểu chứ. Thầy bà hỏi là thầy ơi, như vậy sẽ là ai? Thì tính nói bà là sẽ đó. Thank you.